Rồi 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 chạy. Rồi 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 chơi rồi. Ở đây chứ. Đủ bắt gà. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, bây giờ chuyển đi một pha, còn một pha hay là... Quá, wow, đang lấy lụa. Ghê quá. Rồi, bây giờ tới pha thứ hai xuống nha các bạn. Bữa nào nha, bữa nào nó cho đậu tới. Quá quá đẹp ha. Sơn màu xanh quá nổi luôn. Lấy vỏ à? Lấy vỏ vô. Rồi, 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 anh em rảnh rỗi bứt gà cỏ chém nhau nè các bạn. Lụm. Con 5 ngàn đó. Trời ơi, trời ông đó râu dài dữ trời. Râu quỷ đó cho mẹ nó nè. Ủa, chị nó quá dễ ăn luôn nha. Tự chết lên, tự chết lên. Con quỷ này một phát mà. Trời ơi. Trời ơi. Tiền đâu ra đâu mà thằng má. Đúng rồi, đúng rồi. Có tiền rồi đó, rồi. Rồi. Đó sao? Cái này đưa lên sạp được. Rồi đã làm con nó luôn. Trời ơi. Rồi. Chưa kìa, chưa kìa. Chơi gãy cánh bỏ luôn. Dạ rồi. Cái cô kìa. Bỏ đây. Gà chết nghĩa chơi rồi. Giờ vợ chơi không nổi. Mé này mé gà siêu nè. Siêu lai hả? Siêu quỷ. Trời ơi, đồ quá gì ông nó gạt tôi trời nó gà ông giữ. Giữ là gà. Trời ơi. Cái gụi gụi trời. Rồi 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 chơi cái thử rồi. Bỏ tài chứ. Đù bắt gà. Bắt gà 3 kg đá. Gà đó mẻ đó mua đâu vậy? Cái đền này. Mẻ nó mua đâu vậy? Ồ còn chưa. Trời ơi. Bên tre. Gà nó đứng lên. Bên tre. Trời ơi. Nó quay vòng vòng luôn á. Bên tre. Biết lực đó gà không? Ủa tại gà, gà, gà nó cũng đủ mà. Trời ơi. Râu dài. Râu dài dễ rụng quá vậy. Mắt. Ủa ai đâu chi vậy? Chú tay mà. Mắt mà. Đây xem nè, chạy lên đây. Chạy luôn mấy. Gà này mẹ thôi đi. Đi đâu có đi. Cái chèm nữa tôi nó dạy ơi trời. Phải có con này chừng trị nó mới được. Mày tính mày có gà mày 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 quất cái sầm sầm vậy chơi mày hai giờ quất độ rồi. Cây rồi chết rồi. Cánh dốc. Gãy cánh đâu rồi? Cánh đá gì nữa? Dạ nó giữ lắm. Trời ơi trời. Chết người ta đi. Râu dài. Gà tôi vậy đó.
chém được sao chém được. Còn mấy con? Còn mấy con à, ông này còn nhóc chân luôn. Ông này còn nhiều quá. Chết đi. Hai đầu gà, hai đầu gà xanh đôi luôn. Hai đầu xanh đôi. Hai đầu. Trời ơi, cũng đôi. Ăn xong gà tới Mỹ mà. Đồ Mỹ. Mày hả mày? Trời ơi, mày à. Rồi bây giờ máy xuống các bạn. Rồi bây giờ anh máy giờ xuống. Mấy đại ca tôi rảnh rỗi rồi cái lấy gà đá chơi các bạn. Mấy ông tôi còn đang quất nữa kìa. Rồi đang xuống nha. Tiếp. Con tôm kìa. Con cây kìa. Con cây kìa tụi bay. Cây xuống chẹt bà bay anh sao lên cái chân trời. Rồi. Ngon lành các bạn. Nói chung hai hàm này hàm nói hết rồi nha các bạn. Hàm nào cũng nói hết. À, chiếc máy nãy cũng nói hàm, chiếc máy này cũng nói luôn. Nè các bạn coi nói thêm một khúc nè. Đó, nói shop này thấy không? Nói hai tắc nha. Tiếp tục máy kéo. Máy kéo chở dĩa cầu luôn nha bạn. Mà lúc nào mình cũng đem dĩa cầu như này các bạn, ở phòng dài luôn á, dĩa cầu 4,5 m nha. Im. Rồi lên luôn các bạn ơi. Lên cầu luôn. Ghé yeah, chờ luôn kìa. Ba mắt mắt thứ ba mới được. Phan Quốc Hải. Phan Quốc Hải. Đang đầu lết luôn. Đậu mà đăng lên hai cục cái ông đó thử ra. Đâu lên chơi nó chạy. Tối đăng clip mình lên trước luôn. Chạy thẳng chỉnh luôn có ghé đâu không? Thẳng tôi lấy đồ chứ chạy con xả không vậy? Ở trên trời tôi nhóc xả chứ ông nội ơi. Mồi hả? Mồi. Tôi tên ta. Cái môi ra dùm lên chưa? Môi
chết nhỏ luôn rồi, chết nhỏ luôn rồi, dướng cái cầu trong nước cũng được, tối giờ mình còn làm phim này kia nữa. Rồi ở đây thì chuẩn bị lối xuống ghe luôn nha các bạn. Mấy anh đang chạy ghe lại xuống luôn. Ồ, nó bao cành cành không trời. Lâu vậy ta? Đang buộc cái gì á?